Nettie sẽ sao nhỉ? Nớ với sai rồi Rush nữa. Nớ cái gì? Nớ cái vụ mà Rush nói. Làm gì có, nói mồm đúng. Thế thôi chứ có nớ được đâu. Úi dồi ôi, bà làm đẹp kìa. Ui mẹ. Trời ơi, cái thằng Alex kia ai chị giết nó đi chị. Nào. Cái thằng Alex kia ai tên Switch đấy. Trời ơi. Hôm qua em chơi em gặp nó nha. Nó nói chơi thế giới lắm chị. Kiểu em phái đen biết. Cái thằng kia ai mà nó cay không xoay cánh 2-5 giây. 2-5 giây rồi nó chửi em à? Không, nó không chửi em chị. Nhưng mà cả trận nó không hiểu, nó không chỉ hợp tác kiểu mình cứu nó ra mà nó chạy khỏi máy đi, nó chạy theo mình nữa, nó chạy theo phía mình luôn á. Cả trận mà nó không bị dí nha, hoặc là nó bị dí thì nó chạy theo mình hoài, không biết làm gì luôn á. Rồi xong để anh tôi phát hiện ra mình rồi chơi đúng phá đi luôn. Hạng A đó khi gái chơi không xịt ca bảo hảo. Phải giải máy nhanh vô. Giải máy nhanh lắm. Thì bắt cơ dạo này được 20 là 100 giây rồi. Dạo này hắn nhìn quan tâm này chơi hắn kẹp cái tim. Có một cái vé thôi. Nó có thể đi cứu được nhưng mà không bị debuff kiểu vậy. Cái shipper thì làm gì? Cái cô đã hăng được. Thứ hai thế nhở? Em ơi, còn có hai máy thôi kìa. Thì con Switch nó được thì có. Ôi, con không xoay được gương nữa. Ôi rồi ôi, chết tôi rồi. Rồi xong. Làm một pha luyện toan nè. Ừ, nó gọi dòng con shipper. Cái này thì chắc nó cái thì mấy ba mình quá. Ôi, bực thế nhở. Chỉ còn cái Blink hả? Như sao? Chỉ còn Blink nhưng mất cái gương này. Ôi. Mất hết cả phép rồi. Bây giờ chị qua mấy vừa bên được. Qua đấm cái dòng xanh là được rồi. Ôi, gì vậy?
Máy này chưa xong mà nó phải giải một máy mới. Mình khả năng. Mày nghĩ ra về nó cố luôn á. Có một con lúc máy chưa xong mà, nhưng mà máy chưa xong mà. Ê, nó đi ra vậy? Ha, ghét cái đấy kìa. Thằng này canh chót đây. Không được, chỉ có thằng tóc rồi. Bốn đứa cộng bên này em à. Nhưng mà chị biết nó chạy hướng nào, thấy con đứa chạy nghĩa địa. Ma thằng Lucky à, cái thằng đấy nó thả chó hay vãi mà chị né rồi vẫn trốn chứ. Cái đó là con chó nó chạy ngược lại á. Tại vì con chó nó đi rồi xong nó sẽ về lại. Nó canh được cái hướng con chó về, gọi là quá hay rồi. Mẹ May đưa thư chắc. Thôi chắc trận này bắt một. Em không nghĩ là có đứa nào nó cắm giữa đâu. Nếu có thai nhưng mà nó chạy luôn mình nước rồi. Theo mày. Gì vậy? Ôi, nó sợ nhảy được. Rồi, không cứu được. Nó không nhảy được luôn. Bên kia không cứu được luôn nha, còn con Cri thôi. Ôi, chị ra là kèo hay quá. Mà nó làm cái gì nhỉ? Tụi nó đều cũng cắm giữa hết à. Ôi, ủa. Ôi, vậy dính hả? Quá tụt quá. Thôi hiểu vãi luôn đi, thằng này bay rồi này. Rồi, xin cảm ơn. Trời ơi, một chiêu chơi được hai lần. Một chiêu chơi được hai lần. Quá được phát. Xin cảm ơn. Chỉ có đấm cái vòng này không? Chắc rồi. Nửa máu thì nó cũng đâu có cứu được đâu. Chị tha cho thằng kia thoát luôn á. Chị lật kèo là được rồi, chị không cần thắng. À, chị không cần thắng bốn. Ừ, chị không cần thắng bốn. Chị không cần thắng bốn, lật kèo như này được rồi. Em post này em tốt nha, nó chừng cho thằng kia lá thư hầm nữa kìa. Tốt ghê, hảo hảo đồng đội. Ủa nó đâu rồi, thằng kia đâu rồi? À, lúc khi ra đâu có tìm tìm. Chơi cái nhánh mà, chiêu nhanh đi. Chả biết, mình thắng được rồi, mình không cần quan tâm. Thắng 4 nữa, trận này mình lật kèo, mình lật kèo từ thua chứ. À, đây. Một cái súng không? À, đâu cái găng như cái kia. Không cứu được. Chỉ còn tele, chỉ còn gương, chỉ còn tele. Được không ta? Chỉ còn gương, chỉ còn tele. Lật kèo từ thua thành thắng 4. Buồn cười vãi. Ủa từ từ, cái đạn đấy cửa. Hình như là đạn đấy cổng vừa mới xong. Cho nên bọn nó không ra được và bọn nó phải chạy ý. Nên là một thằng Lucky Guy đứng mở cổng sau rồi đi ra luôn. Cười vãi. Cửa Lucky Guy hình như nó đâu mở cổng đâu chị. À thế thằng nó đi ra cổng mà hai người kia không đi. Hai người kia đứng xa là cổng vãi. Là con Bri mở cổng. Cái xong rồi con Bri nó đặt vòng. À. Rồi thằng Lucky Guy chạy chạy đó tại vì nó bị soi. Nó bị soi. Ừ. Cười vãi.